Bác Hồ đã đi xa mãi, nhưng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam đều luôn có hình ảnh của người. Từ người già cho đến các em thơ đều thấy bác rất gần gũi, một tình cảm rất tự nhiên như vốn có trong lòng mỗi con người. Vậy vì sao mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng lại yêu quý bác đến vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài đạo đức hôm nay. Kính yêu bác Hồ. Bài học hôm nay giúp các em biết được công lao to lớn của bác Hồ đối với đất nước, dân tộc Việt Nam. Biết được tình cảm của bác với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ. Từ đó, thực hiện tốt hơn 5 điều bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Hỡi đồng bào cả nước, trước khi vào nội dung bài học, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Các em có biết lời bác vừa nói ở đâu và vào thời gian nào không? À, đoạn phim vừa rồi chính là lời bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về bác nhé. Em nào có thể trả lời được cho cô những câu hỏi sau? Bác sinh vào ngày tháng năm nào? Quê bác ở đâu và bác Hồ có công lao to lớn như thế nào với dân tộc ta? Các em ạ, bác Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung. Bác sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890. Quê bác ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và là người có công rất lớn đối với đất nước. Năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, bác đã ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc. Khi trở về, bác là một trong những người có công lớn sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác còn là vị chủ tịch đầu tiên của đất nước, là người đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội năm 1945. Đặc biệt, bác luôn dành tình yêu thương vô hạn đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Nhân dân Việt Nam ai cũng kính yêu bác Hồ, đặc biệt là các cháu thiếu nhi. Và bác Hồ cũng rất quan tâm, yêu quý các cháu. Để hiểu rõ hơn tình yêu thương vô hạn của bác với các cháu thiếu niên, nhi đồng, em hãy quan sát tranh, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh này nhé. Các em ạ, dựa vào nội dung tranh, các em có thể có rất nhiều cách đặt tên khác nhau. Sau đây, các em cùng tham khảo đáp án của cô nhé. Ảnh 1, các em có thể đặt tên là các cháu thiếu nhi thăm bác ở phủ chủ tịch. Ảnh 2, em có thể đặt tên là bác Hồ vui chơi cùng các cháu thiếu nhi, hoặc bác Hồ chơi đùa cùng các cháu. Ảnh 3, bác Hồ bế cháu thiếu nhi, hoặc em có thể đặt cháu bé thơm bác Hồ. Cuối cùng là bức ảnh bác Hồ chia kẹo cho các cháu thiếu nhi. Các cháu thiếu nhi thủ đô đến thăm bác ở phủ chủ tịch. Bác Hồ mừng rỡ ra đón các cháu, chơi đùa cùng các cháu. Còn đây là hình ảnh bác bế một em nhỏ với nụ cười thật hiền từ. Ta thật cảm động khi gặp hình ảnh bác Hồ
chia kẹo cho các cháu. Còn các cháu thì mừng rỡ, hớn hở khi nhận được tình yêu thương bao la của bác. Để hiểu rõ hơn về tình yêu thương bao la của bác với thiếu niên, nhi đồng và tình cảm của các cháu thiếu nhi với bác, cô mời các em nghe cô kể câu chuyện Các cháu vào đây với bác. Một buổi sáng mùa hè, cô giáo dẫn các cháu học sinh đi chơi vườn Bách Thảo, Hà Nội. Qua phủ chủ tịch, cô chỉ cho các cháu biết đây là chỗ ở và là nơi làm việc của bác Hồ. Như một bầy chim, các cháu chạy ùa vào, bám lấy hai cánh cổng sắt để nhìn bác cho rõ. Bỗng, ở trên thềm phủ chủ tịch, bác Hồ xuất hiện. Bác đứng đó nhìn các cháu cũng đã nhìn thấy bác. Thế là không nén được niềm vui sướng, cô và các cháu cùng reo lên: "Bác Hồ! Bác Hồ muôn năm!" Bác vẫy gọi chú bộ đội bảo vệ và bảo: "Chú cho các cháu vào đây chơi với bác." Niềm vui đến thật bất ngờ. Những bàn chân nhỏ bé lon ton chạy lên phía trước. Vừa chạy, các cháu vừa hô to: "Chúng cháu chào bác ạ." Bác Hồ cũng bước nhanh xuống thềm. Bác dang rộng hai cánh tay đón các cháu. Các cháu quây quần bên bác. Bác vui vẻ dắt tay hai cháu nhỏ nhất và dẫn các cháu đi chơi trong vườn. Trước khi các cháu ra về, bác chia kẹo cho các cháu. Bác căn dặn các cháu phải chăm học, vâng lời cha mẹ và cô giáo. Bác hứa cháu nào ngoan, học giỏi, bác sẽ khen. Rồi bác bắt tay, ôm hôn từng cháu một. Các cháu ra khỏi cổng phủ chủ tịch, ngoảnh lại còn thấy bác vẫn đứng trên thềm nhìn theo, vẫy tay âu yếm tiễn các cháu ra về. Theo Đạo Đức 2, nhà xuất bản giáo dục năm 1994. Các em đã vừa được nghe cô kể chuyện rồi. Bây giờ mình cùng tìm hiểu nội dung câu chuyện nhé. Các em hãy trả lời cho cô hai câu hỏi. Khi gặp được bác, các bạn nhỏ cảm thấy thế nào? Và khi nhìn thấy các cháu, bác đã làm gì? À, các em ạ, các bạn học sinh được cô giáo dẫn đi chơi trong vườn Bách Thảo. Khi được gặp bác, các bạn nhỏ vô cùng vui sướng, reo lên gọi bác. Điều đó thể hiện các bạn thiếu nhi rất kính yêu bác, vui sướng khi được gặp bác. Còn bác Hồ, khi nhìn thấy các cháu, đã làm rất nhiều việc thể hiện tình yêu thương bao la của mình với các em, như đồng ý cho các cháu vào, bước nhanh xuống thềm, dang rộng tay đón các cháu, vui vẻ dắt các cháu ra vườn chơi. Bác chia kẹo, căn dặn, ôm hôn từng cháu. Bác còn nhìn theo, âu yếm tiễn các cháu ra về. Sinh thời, bác từng nói, tất cả các trẻ em Việt Nam đều là con của tôi. Nên mỗi dịp Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu, dịp khai giảng đầu năm học mới, bác đều viết thư cho các cháu để động viên, khích lệ, thể hiện tình yêu thương bao la của mình. Như vậy, qua phần vừa rồi, các em thấy bác Hồ rất yêu quý các cháu thiếu nhi, cũng như các cháu thiếu nhi rất kính yêu bác. Để tỏ lòng kính yêu bác, thiếu nhi cần phải làm gì nhỉ? À, chúng ta cần chăm chỉ học tập, rèn luyện, vâng lời thầy cô, cha mẹ và thực hiện tốt 5 điều bác dạy. Vậy, em nào còn nhớ 5 điều bác Hồ dạy, thiếu niên, nhi đồng không? Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đội tròn 20 năm, bác đã viết thư và căn dặn các cháu thiếu niên, nhi đồng 5 điều bác Hồ dạy. Cô chắc chắn ở đây tất cả các em đều đã thuộc 5 điều bác Hồ dạy đúng không nào? 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 2. Học tập tốt, lao động tốt. 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu 5 điều bác Hồ dạy nhé. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, nghĩa là yêu quê hương, yêu bạn bè, người thân và mọi người xung quanh của mình. Học tập tốt, lao động tốt là chăm chỉ học tập, lao động, ở nhà cũng như ở trường, ở lớp. Đoàn kết tốt là đoàn kết yêu quý bạn bè, chấp hành tốt, nội
quy của trường, lớp đề ra, thực hiện tốt nội quy nơi công cộng. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là giữ vệ sinh cá nhân luôn sạch sẽ, giữ trường lớp sạch sẽ, không xả rác bừa bãi. Còn khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là không kiêu căng, không tự kiêu, tự đại, biết lễ phép với người lớn, không gian dối trong học tập, biết dũng cảm, nhận khuyết điểm để sửa lỗi của mình. Để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ, các em cần ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, chính là yêu quê hương đất nước của em, không chỉ bằng những lời nói, mà phải bằng hành động cụ thể, như ủng hộ các bạn học sinh nghèo, học sinh vùng lũ, học sinh khuyết tật, bằng trái tim biết chia sẻ, đồng cảm, yêu thương. 5 điều Bác Hồ dạy là bài học thuộc lòng để các em ghi nhớ và rèn luyện, noi theo. Cô nghĩ rằng qua sự hiểu biết về 5 điều Bác Hồ dạy, thì ở đây sẽ có rất nhiều em thực hiện tốt 5 điều phải không nào? Nếu còn em nào chưa thực hiện tốt, em hãy cố gắng, trau dồi, rèn luyện mỗi ngày nhé, để ghi nhớ và tỏ lòng biết ơn Bác. Đã có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ, ca ngợi người. Các thế hệ người dân Việt Nam cũng đã sáng tác rất nhiều bài hát, bài thơ, bức tranh, ca ngợi Bác. Chắc hẳn các em đều biết đến câu ca dao: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Các em biết không, trong đồng tháp 10, hoa sen là loài hoa đẹp nhất. Sen mọc trong đầm lầy, hôi tanh, mà sen vẫn vươn lên để sống. Cành lá vẫn xanh tươi, hương vẫn thơm ngào ngạt. Chính vì vậy, hoa sen được coi là quốc hoa của Việt Nam. Còn Bác Hồ, người đã bôn ba nước ngoài, vượt qua bao nhiêu gian nan, thử thách, vẫn chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Người là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là vĩ nhân thế giới. Nên trong hơn 90 triệu cái tên Việt Nam, tên người vẫn là tên đẹp nhất. Dưới đây là một số câu ca dao, câu thơ viết về Bác. Bác Hồ là vị cha trung, là sao Bác Đậu, là vầng Thái Dương. Đố ai đếm hết vì sao, đố ai đếm được công lao Bác Hồ. Bông sen thì để lễ chùa, cụ Hồ thì để tôn thờ trong tâm. Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Còn đây là một số bức tranh và bài hát về Bác. Các em hãy quan sát tranh và cùng nghe bài hát nhé. Như vậy, qua bài học này, các em đã thấy được tình yêu thương bao la của Bác dành cho các cháu thiếu nhi, cũng như sự kính trọng, biết ơn của các em thiếu nhi với Bác. Em hãy thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hãy cố gắng là con ngoan, trò giỏi. Mỗi ngày là một việc tốt để trở thành chủ nhân tương lai của Tổ quốc. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Đó chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em, như lời Bác từng căn dặn. Bác Hồ đã đi xa mãi, nhưng lời dạy của người vẫn luôn mãi trong lòng các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Cô hy vọng tất cả các em đều là những người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, là chủ nhân tương lai của đất nước.
Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các em về nhà sưu tầm thêm cho cô một số câu ca dao, tục ngữ, tranh, ảnh về Bác Hồ. Các em xem trước bài Giữ lời hứa để tiết sau chúng ta học tốt hơn nhé. Cô chúc các em luôn mạnh khỏe, làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện đúng thông điệp của Bộ Y tế để phòng tránh bệnh COVID-19 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.